Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn Toán lớp 5. Các em mở sách và bài tập của môn Toán lớp 5 bài 9 hỗn số. Thì đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm về hỗn số. Trên thực tế, muốn biểu thị giá trị là hai hình tròn thì người ta dùng số 2. Muốn biểu thị giá trị là 1/4 hình tròn thì người ta dùng phân số là 1/4. Còn nếu biểu thị giá trị 2 hình tròn và 1/4 hình tròn thì người ta dùng khái niệm hỗn số là 2 1/4. 2 1/4 có nghĩa là 2 hình tròn và 1/4 hình tròn, và đọc là 2 và 1/4. Hỗn số 2 và 1/4 bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là phần nguyên. Phần nguyên ở đây là 2. Phần thứ hai là phần phân số. Phần phân số ở đây là phân số 1/4. Thì khi viết hỗn số, người ta viết phần nguyên trước và phần phân số viết sau. Dấu gạch ngang của phân số nằm chính giữa phần nguyên, tức là nằm chính giữa ở số 2. Thì hỗn số 2 1/4 người ta có thể viết là 2 cộng với 1/4. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu cách đổi hỗn số thành phân số. Ở đây chúng ta có một hình tròn chia làm 4 phần bằng nhau. Như vậy giá trị của một hình tròn là 4/4. Một hình tròn là 4/4, hai hình tròn sẽ là 4/4 cộng với 4/4 và bằng 8/4. Như vậy, hai hình tròn và 1/4 hình tròn sẽ là 8/4 cộng với 1/4 và bằng 9/4. Hoặc chúng ta có thể đổi hỗn số theo cách thứ hai như sau. Chúng ta có hỗn số 2 1/4, có nghĩa là 2 và 1/4. Chúng ta có thể viết là 2 cộng với 1/4. 2 cộng với 1/4 thì chúng ta sẽ lấy 2 nhân với mẫu số của phân số 1/4, tức là 2 nhân với 4, và cộng với tử số của phân số 1/4. Như vậy chúng ta có tử số là 2 nhân 4 cộng 1, mẫu số chính là mẫu số của phân số, tức là 4. Như vậy tử số là 2 nhân 4 bằng 8, 8 cộng 1 bằng 9, mẫu số là 4. Do đó chúng ta đổi hỗn số 2 1/4 thành phân số 9/4. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu khái niệm về hỗn số. Và bây giờ chúng ta cùng làm các bài tập của bài 9. Bài 1, viết theo mẫu. Câu A. Câu A, chúng ta có một hình tròn và 1/4 hình tròn. Do đó chúng ta sẽ có hỗn số là 1 1/4, và đọc là 1 và 1/4. Câu B. Câu B, chúng ta có 3 hình tròn. Hình tròn thứ tư người ta chia làm 6 phần bằng nhau và tô màu 1 phần. Như vậy chúng ta có 3 hình tròn và 1/6 hình tròn. Do đó chúng ta sẽ có hỗn số là 3 và 1/6. Chú ý, phần nguyên là 3 viết trước, phần phân số là 1/6 viết sau. Dấu gạch ngang của phân số nằm chính giữa phần nguyên. Viết là 3 1/6, đọc là 3 và 1/6. Tiếp theo chúng ta sang câu C. Câu C, chúng ta có 2 hình vuông. Hình vuông thứ 3 người ta chia làm 4 phần và tô màu 3 phần. Như vậy chúng ta có phân số 3/4. 2 hình vuông và 3/4 hình vuông, chúng ta sẽ viết hỗn số là 2 3/4 và đọc là 2 và 3/4. Tiếp theo chúng ta sang câu D. Câu D, chúng ta có 4 hình chữ nhật. Hình chữ nhật thứ 5 người ta chia làm 8 phần và tô màu 5 phần. Do đó chúng ta có phân số 5/8. Như vậy
4 hình chữ nhật và 5 phần 8 hình chữ nhật. Thì chúng ta sẽ viết hỗn số là 4, 5 phần 8 và đọc là 4 và 5 phần 8. Tiếp theo chúng ta sang bài tập số 2, viết hỗn số tích hợp và dấu chấm dưới mỗi vạch của tia số. Chúng ta cùng quan sát trên tia số. Trên tia số có 3 đơn vị, mỗi đơn vị người ta chia làm 4 phần bằng nhau. Như vậy giá trị của mỗi phần sẽ là 1 phần 4. Đầu tiên là 0, sau đó đến 1 phần 4, 2 phần 4, 3 phần 4 và 4 phần 4. 4 phần 4 có giá trị là 1. Tiếp theo chúng ta có hỗn số 1 và 1 phần 4. 1 và 1 phần 4, sau đó sẽ đến 1, 2 phần 4. Tiếp theo là 1 và 3 phần 4. Tiếp tục chúng ta có 8 phần 4. 8 phần 4 có giá trị là 2. Tại sao là như vậy? Tôi sẽ giải thích như sau. 1, 3 phần 4 sẽ đến 1, 4 phần 4. 1, 4 phần 4 chúng ta có thể viết thành 1 cộng với 4 phần 4. 1 cộng với 4 phần 4 thì chúng ta sẽ lấy 1 nhân với mẫu số là 4 cộng với tử số là 4. Thì chúng ta sẽ có tử số là 4 nhân 1 cộng 4. 4 nhân 1 cộng 4 sẽ bằng 4 cộng 4 và mẫu số là 4. Tử số là 4 cộng 4 bằng 8, mẫu số là 4. 8 phần 4 chúng ta có thể biểu diễn dưới dạng thương là 8 chia 4. 8 chia 4 bằng 2. Như vậy 1 4 phần 4 chính là 8 phần 4. 8 phần 4 có giá trị là 2. Tiếp theo, từ số 2 trở đi, bắt đầu là từ phần thứ nhất sẽ là hỗn số 2 1 phần 4. Phần thứ hai sẽ là hỗn số 2 2 phần 4 và phần thứ ba sẽ là hỗn số 2 3 phần 4. Tiếp theo là 12 phần 4. 12 phần 4 có giá trị là 3. Tiếp tục tôi sẽ giải thích như sau. 2 3 phần 4 sẽ đến 2 4 phần 4. 2 4 phần 4 chúng ta có thể viết là 2 cộng với 4 phần 4. 2 cộng với 4 phần 4 chúng ta sẽ lấy 2 nhân với mẫu số của phân số 4 phần 4, tức là 2 nhân 4 cộng với tử số. Thì như vậy 2 nhân 4 cộng với 4, 2 nhân 4 bằng 8. 8 cộng 4 chính là tử số, mẫu số chính là mẫu số của phân số 4 phần 4, tức là 4. Thì 8 cộng 4 bằng 12, mẫu số là 4. 12 phần 4 chúng ta có thể biểu diễn dưới dạng thương là 12 chia 4 bằng 3. Như vậy 2 4 phần 4 chính là 12 phần 4. 12 phần 4 có giá trị là 3. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 3, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp, giải thích vì sao 3 1 phần 4 bằng 13 phần 4. Ở đây chúng ta quan sát trên hình, chúng ta có tất cả là 3 hình tròn và 1 phần 4 hình tròn. Thì mỗi hình tròn chúng ta có thể chia thành 4 phần bằng nhau. Như vậy một hình tròn có giá trị là 4 phần 4. 3 hình tròn sẽ có giá trị là 3 nhân với 4 phần 4 bằng 12 phần 4. 12 phần 4 cộng với 1 phần 4 bằng 13 phần 4. Hoặc chúng ta có thể giải thích theo cách tính toán như sau. Ta có 3 1 phần 4 sẽ bằng 3 cộng với 1 phần 4. 3 chúng ta có thể biểu diễn dưới dạng phân số là 3 phần 1. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện phép tính 3 phần 1 cộng với 1 phần 4. Chúng ta chọn 4 là mẫu số chung bởi vì 4 chia hết cho 1. Khi chọn 4 là mẫu số chung thì chúng ta sẽ quy đồng mẫu số của phân số 3 phần 1 bằng cách nhân cả tử số và mẫu số của phân số 3 phần 1 với 4. Thì như vậy tử số sẽ là 3 nhân 4 và mẫu số là 1 nhân 4. Tiếp theo chúng ta cộng với phân số 1 phần 4 thì 3 nhân 4 bằng 12, 1 nhân 4 bằng 4 cộng với 1 phần 4. Chúng ta sẽ có tử số cộng tử số, 12 cộng 1 và mẫu số là 4. 12 cộng 1 bằng 13, mẫu số là 4. Như vậy là chúng ta đã giải thích vì sao 3 1 phần 4 bằng 13 phần 4. Thì chúng ta đã làm xong bài tập số 3. Video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Văn Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.